Theo đó, chính quyền tỉnh Gunma cho biết, chất lạ được tìm thấy trong lọ vaccine trước khi tiêm chủng tại trung tâm tiêm chủng Tomo. Chất lạ có màu đen, kích thước nhỏ hơn 0,5mm và hoàn toàn khác với chất lạ đã được tìm thấy trong 3 lô từng bị đình chỉ hôm 26 tháng 8 và một lô ở Okinawa được phát hiện hôm 28 tháng 8. Chính quyền tỉnh Gunma đã ngừng sử dụng lô vaccine này ngay sau khi phát hiện sự cố. Công tác tiêm chủng được tiếp tục với một số lô vaccine khác. Đến nay đã có hơn 4.500 người được xác nhận là đã tiêm vaccine thuộc lô có chất lạ. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về tình trạng thể chất kém hay có vấn đề về sức khỏe. Như vậy, từ 26 tháng 8 đến nay, Nhật Bản đã có liên tiếp 7 địa phương báo cáo việc phát hiện ra chất lạ có trong lọ vaccine của hãng dược phẩm Moderna. Trước đó, hôm 28 tháng 8, chính quyền tỉnh Okinawa cho biết phát hiện chất lạ có màu đen và màu hồng trong lọ đựng và 3 ống tiêm vaccine của hãng dược phẩm Moderna. Khoảng 880 mũi tiêm thuộc lô này đã được tiêm ở Okinawa và chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên, chính quyền Okinawa cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện tiêm chủng vào ngày hôm nay bằng việc sử dụng vaccine không bị ảnh hưởng.